màu sắc rất là đẹp. Neon vuông là loài cá kiển đang được thế giới đặc biệt ưa chuộng. Với diện tích 5.000 mét vuông nuôi cá neon vuông, anh Lê Hữu Thiện, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh hiện đang xuất khẩu đều đều sang thị trường châu Âu, châu Mỹ. Mỗi năm cơ sở này phối giống cho ra đời 300-400.000 bé neon vuông. Quý vị cứ thử tính, với giá xuất khẩu trên dưới 5.000 đồng một con, anh chủ trang trại cá cảnh này bỏ túi khỏe khoe khoảng nửa triệu đô mỗi năm. Những người có mặt trên phà lặng im lắng nghe tiếng đàn của ông. Phà vẫn cứ lướt sóng, những điệu nhạc của một bài hát trầm buồn vẫn vang lên làm thổn thức bao người. Như quý vị thấy, cây đàn của cụ ông Tinh Liêm rất khác. Nó được làm từ một miếng ván gỗ mỏng, hai đầu đóng đinh. Dây đàn buộc vào đầu đinh kéo từ dưới lên trên, ngang qua một cái thau nhôm úp màu trắng. Đơn giản như thế thôi, nhưng trong tay cụ ông mù lòa, cây đàn trở nên huyền hoặc làm sao. Các tàu thuyền đánh bắt hải sản sau chuyến biển dài ngày đã trở về cập cảng Vĩnh Lương với sản lượng đầy ắp cá, phần lớn là cá nục. Đây được coi là đợt trúng đậm cá nục vào những ngày cuối năm, phấn khởi cho người dân. Hơn nữa là giá mua vào của các tiểu thương những ngày này đã tăng lên chút ít vì là mùa biển động. Giá bán ra ngay tại cảng từ 17.000 đồng đến hơn 20.000 đồng một kg, tùy theo các loại cá nục. Trong đó cá nục suông có giá cao nhất, còn lại là cá nục gai, cá nục đuôi đỏ, cá nục mỹ chỉ có giá dưới 20.000 đồng một kg. Các tiểu thương cho biết cá nục rất dễ tiêu thụ tại thị trường vì ngoài làm cá hấp còn được các cơ sở thu mua về để làm nước mắm như trong dân gian thường dùng là nhất cá cơm, nhì cá nục. Trúng cá nục trong những ngày cuối năm đã bù lại phần nào những mất mát trong cơn bão số 12 vừa qua, mang niềm an ủi đến cho ngư dân Khánh Hòa. Như quý vị thấy, ở độ cao trên 10 mét, các nhân viên không đeo hoặc là trang bị một thiết bị bảo hộ lao động nào. Họ vừa leo, vừa trèo người trên chùm dây điện và cáp viễn thông. Hai chân lòng thòng đong đưa qua lại để cố giữ thăng bằng, trong khi hai tay thì quờ quạng thu vén từng đường dây. Cách làm thủ công quá mạo hiểm như trên đã vi phạm nghiêm trọng đến an toàn lao động trong thi công, gây ảnh hưởng xấu đến ngành điện lực trong mắt người dân. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ ông Ted Richards, 59 tuổi, hiện đang sống ở Bristol, nước Anh. Với niềm đam mê dành cho loài chim vẹt, dị nhân người Anh này đã dành hết lương hưu của mình để phẫu thuật, cắt tai, chẻ lưỡi, vẽ 110 hình xăm và cấy 50 vật thể lên toàn bộ cơ thể nhằm giúp ông có ngoại hình giống vẹt nhất. Người vẹt chia sẻ rằng, giờ đây, ông có cuộc sống hạnh phúc hơn xưa vì đã được sống đúng với niềm đam mê và sở thích của mình. Công nghệ ngày càng phát triển và nhờ đó mà nhiều bạn trẻ đã nghĩ ra cách để xây dựng những ngôi nhà tiện nghi chỉ trong một thời gian ngắn. Điển hình như các sinh viên ở Phần Lan mới đây đã phát minh ra một kiểu nhà mới có thể xây nhanh cấp tốc. Có tên gọi là Cocoon, căn nhà được làm bằng gỗ, cao đến 3 tầng và được hoàn thành chỉ trong 24 giờ. Căn nhà có thể dễ dàng di chuyển, hầu hết các bộ phận đã được làm sẵn và chỉ việc lắp ráp lại với nhau. Mỗi tầng có diện tích khoảng 35 m². Căn nhà có đầy đủ phòng ăn, phòng tắm, nhà kho, nơi làm việc, nhà bếp và phòng ngủ với 2 giường. Trần nhà có một số cửa sổ lớn giúp ánh sáng rọi vào bên trong. Giá trị căn nhà khoảng 15.000 đô la, hơn 330 triệu đồng là chi phí mà nhóm ước tính nếu ai đó muốn tự xây cho mình. Chuyện gì đang xảy ra mà xem ra có vẻ nhộn nhịp nhưng không kém phần căng thẳng vậy ta? À, chỉ là màn mời trà thôi mà. Ô hay, chẳng phải trà mà là 100 ly rượu để được bày ra trước nhà cô dâu, buộc chú rể và nhà trai phải uống hết mới được phép rước nàng về dinh. Đoạn clip cảnh thách cưới có 102 vừa diễn ra tại Lạng Sơn khiến ai xem qua cũng hết hồn. Và sợ trước khi đưa được nàng về động phòng qua chốt thì chú trẻ phải cấp cứu vì quá chen. Chưa kể uống nhầm rượu giỡn thì quả là rất trách nhiệm. Giá như thế nào? Hay là
ảnh nói là video chỉ cần chạy tóc rồi. Cô gái sở hữu mái tóc dài chạm đất gần 2 mét này chính là Hoàng Tố Hạnh, 21 tuổi, sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Đối với cô gái cao 1m61 dễ thương này, mái tóc dài không chỉ là niềm tự hào mà còn mang đến công việc làm thêm rất mới mẻ. Nhiều kênh trên YouTube đã liên hệ đặt hàng Hạnh quay clip khoe tóc và chải, vuốt, thắt tóc sao cho đẹp mắt. Chính ít tiết lộ cô dễ dàng bỏ túi chục triệu mỗi tháng nhờ công việc nhẹ nhàng này. Chỉ riêng phần tóc rối, tóc rụng khi chải đầu, nàng cũng bán được mỗi lần vài trăm ngàn đồng. Với Hạnh, việc để tóc dài chẳng gây ra nhiều gì rắc rối, thậm chí nàng từng dùng tóc như dây thừng để kéo đồ từ thấp lên cao. Cũng có nhiều người đến trả giá mua trộn mái tóc với giá rất cao, nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ đến việc để tóc ngắn. Tăng lên là có khi lên tới 50 đô. Những quả bóng bay trong suốt, nhấp nháy đèn và lung linh đủ sắc màu như thế này đang trở thành một trong những trào lưu được ưa chuộng nhất trong mùa Giáng sinh năm nay. Mình biết cái bóng bay á, bóng có hình tròn và có cây cầm ở dưới á, và có bóng đèn xung quanh bóng á. Thấy bắt mắt á, thì mình mua về mình chơi thì thấy cũng được, và thấy để trong nhà trang trí trong phòng trọ cũng đẹp nữa. Mình thấy rất là dễ thương, mình cũng rất thích, mình cũng đang dự định mua để chơi trong dịp Giáng sinh. Tuy nhiên, trái ngược với vẻ ngoài lung linh, bóng Galaxy hay còn gọi là bóng bay đèn LED lại tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm. Tại Trung Quốc, ngày 27 tháng 11 vừa qua, một vụ nổ do bóng Galaxy đã xảy ra làm 4 người bị bỏng khi để tàn thuốc bén vào quả bóng. Sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan chức năng Trung Quốc đã lên tiếng cảnh báo về sự nguy hiểm của loại bóng này và tiến hành thu giữ hơn 100 quả. Mặc dù đã được cảnh báo, nhưng ngày 2 tháng 12 mới đây lại tiếp tục có thêm một vụ nổ nữa xảy ra do 4 trẻ em nghịch ngợm làm bóng phát nổ. Được biết, bong bóng Galaxy bắt đầu nở rộ trong giới trẻ Trung Quốc và được du nhập vào Việt Nam vào dịp cuối năm. Những người bán hàng thường sẽ chọn bơm khí hydro để lợi nhuận cao hơn, đồng nghĩa với việc an toàn cho khách hàng không còn được đảm bảo. Những cái loại bóng đó, những cái bóng mà người ta bơm khí vào để cho nó bay đó, người ta sử dụng khí hydro. Bản thân khí hydro á là nó dễ thẩm thấu ra ngoài, và khi nó ra bên ngoài nó gặp ngay cái bóng đèn LED là cái nguồn nhiệt thì nó lại càng dễ nổ. Và khi mà nó nổ ra vậy đó thì cái nhiệt độ của nó có thể lên tới cả ngàn độ và gây rất là nguy hiểm cho những người xung quanh. Trên thị trường, một bóng bay Galaxy như thế này được bán ra với giá từ 80 tới 100 ngàn đồng, mặc dù có giá khá đắt đỏ. Tuy nhiên, vào dịp Giáng sinh, người bán bóng Galaxy trên phố đi bộ hay trước cửa những trung tâm thương mại tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn cháy hàng. Mình nghĩ là các bạn sẽ ưa chuộng tại vì nó rất là dễ thương. Mình kiểu như là mình thấy giá nó cũng không có rẻ mà mình lại tốn tiền mua nó, thì mình nên mua, nếu mà mua thì mình mua nên chất lượng để mình đảm bảo sức khỏe của mình và vừa giải trí của mình hơn. Vui chơi thì cũng phải nên rất là cẩn thận và bảo vệ sức khỏe cho chính bản thân mình và bảo vệ cho cộng đồng. Thứ hai là ba mẹ nếu như mà có mua những quả bóng đó cho con cái thì nên cũng nên cảnh cáo và khuyến các bạn nhỏ nên cẩn thận với cái nguồn lửa chứ. Để thấy được mức độ nguy hiểm, đã có nhiều thí nghiệm cho thấy sự cháy nổ kinh hoàng của bóng bay có chứa hydro. Với bóng bay có sử dụng đèn LED, pin không rõ nguồn gốc và được bật sáng liên tục thì sự nguy hiểm lại càng tăng thêm. Thế nhưng, nhiều người dùng lại khá chủ quan, bất chấp nguy hiểm để sở hữu món đồ chơi lung linh này. Đáng nói hơn, việc để con nít tiếp xúc với bóng bay chứa hydro là hết sức nguy hiểm. Bóng bay mà sử dụng khí hydro mà trên đó lại có những cái đèn LED và sử dụng pin thì nó cái sự nguy hại của nó là rất là lớn, nhất là trẻ nhỏ mà nó sử dụng chỉ cần nó đem tới gần cái nguồn nhiệt thì rất là nguy hiểm. Tốt nhất là không nên sử dụng những cái bóng bay mà có khí hydro. Những trái bóng bay lung linh đủ màu sắc giúp tô điểm hơn cho mùa Giáng sinh. Thế nhưng đừng để vẻ ngoài của nó đánh lừa mắt bạn, hãy đảm bảo trái bóng của mình đang ở mức thực sự an toàn để Noel này vẫn là một mùa an lành với chính bản thân và mọi người xung quanh. Không cần đi xa, ngay tại công viên một khu dân cư cao cấp ấp Trà Sơn, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, quý vị cũng có thể tìm thấy những công trình nổi tiếng nhất thế giới tuyệt đẹp như thế này. Được biết, mô hình được làm bằng sợi thủy tinh, có tỷ lệ thu nhỏ tinh xảo giống như thật, được nhập về sau đó lắp ráp tại công viên. Như quý vị thấy, mô hình nhà thờ chính tòa Thánh Ba Sô nổi tiếng nhất của thủ đô Moscow, Nga, nổi bật giữa công viên với các màu sắc sặc sỡ.
Trời tượng nữ thần tự do, biểu tượng của New York Mỹ, góp mặt cùng tháp Eiffel Pháp, nhà hát Opera Sydney Úc, tháp Pisa trứ danh của Ý, hay đền Taj Mahal kiệt tác của Ấn Độ và thế giới. Thậm chí cầu tháp London là một công trình kết hợp cầu treo với cầu nâng bắc qua sông Tham tại thủ đô London, Vương quốc Anh cũng có mặt. Công viên độc đáo này hiện thu hút đông đảo bạn trẻ đến tham quan checking selfie và hứa hẹn những ngày lễ tới sẽ kẹt trạc công viên. Chỉ thích nghi với khí hậu thổ nhưỡng của xã Tiên Phong, Duy Tiên, Hà Nam nên từ lâu giống gà móng quý có tên trong sách đỏ Việt Nam được nuôi độc nhất ở xã này. Gà móng là giống gà cổ thuần chủng, chân to, chất lượng thịt ngon, giòn, không mỡ, không thua gà Đông Cảo, Hưng Yên hay gà Làng Hồ, Bắc Ninh. Chính vì thế, giá gà móng luôn cao khoảng trên 150.000 đồng một ký tại chuồng. Sau 7 tháng nuôi, gà trống đạt khoảng 3,5 ký, gà mái khoảng 2,5 ký. Cận Tết, thương lái khắp nơi đánh xe về xã Tiên Phong để đặt mua gà móng làm quà. Những hình ảnh quý vị đang xem ghi tại hộ nuôi của chị Vũ Thị Tuyết. Chị bật mí, mỗi tháng nhà xuất bán vài tấn thịt gà sau khi trừ chi phí bỏ túi khoảng hơn nửa tỷ đồng. Và cuối cùng sẽ là màn gọt trái cây của những người bán dạo được các du khách gọi là siêu đỉnh, vừa ghi lại và tung lên mạng khiến ai cũng ngỡ ngàng. Thật không thể tin nổi, các anh từ người bán dưa đến người bán xoài, bán dừa hay anh gọt khóm đều khéo léo và cực kỳ nhanh tay. Mà quý vị có để ý rằng trong clip này không hề có kẹp tóc nào xuất hiện không? Chẳng lẽ nào vì suốt ngày nịnh đầm gọt trái cây cho các nàng ăn riết nên các anh trở nên siêu khéo chăng? Đây là chiếc xe ô tô điện khung gỗ sáng chế mới toe do cậu học trò Lê Thanh Ân, hiện đang học lớp 94 trường trung học cơ sở Vinh Thanh, xã Vinh Thanh, huyện Phú Giang, tỉnh Thừa Thiên Huế chế tạo. Dù thân hình gầy gò, sức khỏe không được tốt, nhưng từ năm học lớp 3, Ân đã có thể tự làm ra những chiếc ô tô, xe máy, máy bay điều khiển mô hình để chơi. Đầu năm lớp 8, Ân bắt đầu bắt tay thực hiện ước mơ chế tạo xe ô tô bằng cách mày mò học trên mạng, rồi tận dụng gỗ trong xưởng của bố bạo đục một mình. Thậm chí cậu nhịn ăn cả sáng để dành tiền mua thiết bị về sáng chế ô tô. Sau nhiều lần thất bại, chiếc xe cuối cùng, chiếc xe chạy bằng bình điện ắc quy chở hai người chạy được khoảng 7 km, không tiếng ồn và khói bụi cũng thành công, chỉ với giá khoảng 6 triệu đồng. Bật mí thêm, trước đó sáng chế xe điện năng dùng cho người khuyết tật của Ân cũng đạt được nhiều giải thưởng cao trong các cuộc thi sáng tạo khoa học thanh thiếu niên ở quê. Trước đó, chị Nguyễn Thị Lợi, ngụ ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú phát hiện mất 180 triệu đồng và 3 lượng vàng 24K để trong tủ. Tổng trị giá tài sản mất khoảng 280 triệu đồng. Chị Lợi đã đến trình báo công an, lực lượng công an huyện An Phú đã tiến hành tổ chức khám nghiệm hiện trường và điều tra xác minh. Biết hành vi của mình sẽ bị bại lộ, sau đó Nguyễn Thị Cá đã đến công an huyện An Phú đầu thú. Tại cơ quan công an, Cá khai nhận do thua bạc bên Campuchia nên đã lợi dụng sự sơ hở của gia đình, mở tủ lấy trộm số tài sản trên. Sau đó, Cá đem toàn bộ số vàng tiền vừa trộm được sang Campuchia đánh bạc thì tiếp tục thua hết. Khoảng 20 giờ tối ngày 16 tháng 12, anh Lê Duy Khanh, 24 tuổi, ngụ ấp Phú Mỹ, xã Phú Túc, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, điều khiển xe mô tô biển số 71B329851 lưu thông theo hướng từ thành phố Bến Tre về huyện Châu Thành. Khi qua khỏi cầu Ba Lai khoảng 500m thì đụng vào ô tô khách 29 chỗ mang biển số 71B06624 của nhà xe Thịnh Phát chạy tuyến thành phố Hồ Chí Minh về Bến Tre do anh Trần Hoàng Phúc, 32 tuổi, ngụ phường Phú Tân, thành phố Bến Tre điều khiển đang lưu thông theo chiều ngược lại. Cú tông mạnh làm anh Khanh văng lên kính xe ô tô và té xuống đường gãy cổ, chấn thương sọ não, chết tại chỗ, còn xe mô tô kẹt vào đầu xe ô tô khách. Công an giao thông huyện Châu Thành đã tạm giữ hai phương tiện liên quan đến vụ tai nạn để tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân và xử lý theo quy định của pháp luật. Đây là ba đối tượng Hồ Thái Sơn, 26 tuổi, Nguyễn Văn Minh, 21 tuổi và Nguyễn Thành Trung, 22 tuổi, cùng quê ở tỉnh Hòa Bình, vừa xa lưới công an quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, anh Đặng Đình Dương, 36 tuổi, là tài xế xe ôm GrabBike, nhận cuộc gọi nên chạy xe máy đến chung cư Bình Khánh, quận 2, đón cả nhóm tới ngã ba Trần Lựu, Vũ Tông Phan thuộc quận 2.
Khi vừa tới nơi, bất ngờ anh bị cả ba tấn công từ phía sau. Hoảng loạn, nạn nhân bỏ chạy, còn ba tên tẩu thoát cùng chiếc xe Airblade của nạn nhân. Hiện trường để lại một xe máy cũ. Khi bị bắt, Sơn khai vừa tốt nghiệp cử nhân đại học, nhưng do thiếu tiền tiêu xài nên rủ hai đồng hương đi cướp xe lấy tiền ăn chơi. Còn chiếc xe để lại hiện trường là Sơn vừa mượn của người bạn gái để đi ăn cướp, nhưng lúc tẩu thoát thì xe chết máy.